Giờ anh em chuẩn bị lên đường này. Trước giờ bóng cầu thủ Johnny đó có lời gì muốn nói không? Thôi, sẽ giúp anh ba có cái cúp đầu tiên trong cuộc đời. Thế thôi. Cầu thủ gọi là gì nhỉ? Cái gì Mắc Kít Bắc Ninh. Có lời gì muốn nói trước khi thần trận đấu không? Tôi thì chắc nghĩ là đội bạn không có thể nào mà ngăn cản được tôi rồi. Ok. Đây hôm nay là cầu thủ nhập ngoại là Long Cua lâu lắm xuất hiện. Trước trận đấu là Long có lời gì gửi gắm đến anh ba không nhỉ? Hôm nay thì em sẽ cố gắng mang cái chiếc vô địch về cho anh ba. Ok. Anh em mà chờ đón vlog của anh ba nhá. Đội hình ra sân của chúng tôi hôm nay là gồm đội trưởng Clidoc. Mercedes. Mercedes đội trưởng chưa lên nữa. Bên cổ vũ là bên Lai Lai Lai. Bên khán giả gọi là thuê là gồm đại tướng OK, ngài Ba Tu Hi Hi. Sếp Ba Tùng. Sếp Tùng Thiếu Nắng. Và đây là cờ của tôi anh em nhá. Đây là anh Thích Bò. Vừa ngã xe sau anh em ạ. Đã mày rượu chết rồi ngã xe rồi. May chưa liếm vào cái cột cái gốc cây á. Đó, bên tôi là mặc áo màu U đang khởi động anh em. Còn đội hình của Gam là mặc áo màu xanh nhá, màu lu nhá. Còn trên mình chiếc áo của Chelsea. Tôi dự đoán hôm nay là Chelsea sẽ nắc cho bên màu U là có bầu luôn anh em ạ. Còn kia nhìn có chuyên nghiệp đấy nhưng mà thực ra là cũng thực lực bằng không thôi. Đây đang tiến gần máy quay bọn tôi là đội trưởng Ma Dương. Đây khoác trên mình gọi là chiếc khăn đội trưởng. Rồi chưa? Đấy, mày khoác lên. Rồi chưa? Sao lại khoác con gà ngực xuống kìa? Oh no. Chết mẹ rồi, khoác gà ngực xuống rồi. À, bảo này nó khoác cầm lá cờ chạy vào sân mà nó khoác cầm ngực cờ luôn. Vâng, bóng đang ở chân của đội đỏ, chuyển đội xanh rồi mọi người. Trận đấu giữa siêu điển của MU và Chelsea. Messi sân nhắc bây giờ mới đến anh em ạ. Và đây anh Tuấn Cu. Em ba thay quần áo đấy. Đây này, chiếc cúp cho anh đây. Này chuẩn bị cúp trước cho anh Tam. Nào chúng tôi sẽ mang cúp về cho anh Tam rồi ạ. Ôi! Ba! Ba ơi! Huấn luyện viên đội tuyển. Huấn luyện viên Ba Béo phát biểu gì về một cái bàn thắng của đội nhà nhỉ? Anh đã có chiến thuật gì? Bây giờ mình dẫn trước 1-0 rồi, mình chỉ cần đá pressing thôi là được. Messi đã chuẩn bị vào sân. Với thân hình săn chắc của anh thì tôi nghĩ là anh sẽ ghi bàn cho đội nhà. Võ Viên, con dự đoán là ba con sẽ ghi bàn không? Nope. Không á? Thật lắc. Võ Viên, ba con có ghi bàn không? Có à? Áo đỏ hay áo xanh thắng? Đỏ xanh thắng. Vừa mới ra. À, một tèo rồi. Cái băng đội trưởng này anh sẽ cho người ra được. Vâng, anh có một fan nhắm mắt đội trưởng. Đội trưởng đã cho đá chân. Một fan nhắm mắt đội trưởng. Ba có vẻ phẫn nộ về kết quả của một tỷ số 1-0. Chứ nào mới cầm mắt đội trưởng bên đâu cho anh Tam ra. Anh Tam cho mắt đội trưởng anh Tam. Vâng, giờ đội trưởng sẽ được nhường cho anh ba đội béo. Đây anh Ba béo quá. Anh Ba có gặp rồi. Rồi. Ban đội trưởng đã được nhường cho anh Ba đội béo kiêm gọi là huấn luyện viên. Một người có gọi là thân hình săn chắc. Và anh là khởi động, anh là khởi động. Quên rồi. Trời, trời ơi. Quên hết rồi.
chú gì đây? Chú gì? Đâu lên. Được. Trời ơi, tỷ số 2-1, thay người đây. Thay người đây. Vâng. Anh làm thủ môn rồi. Một pha cởi áo à. Một pha cởi áo khoe body rồi. Ôi, một pha bắt bóng rất hay. Hay quá nhờ. Ôi giời ơi. Anh ấy không thể cản phá được. Nhưng cứ sút liên tục. Quỷ đó có vẻ là thất bại trên các mặt trận rồi mọi người ạ. Vâng, giờ bây giờ dàn hot girl mà tôi thuê đã đến rồi anh em. Là hot girl đây bên hàng. Xa xa kia là con hàng tôi hôm nay, tôi sẽ tí nữa tôi sẽ dẫn đi sau cái trận bóng này tôi dẫn đi gọi là trực. Anh em thấy đùi trước ngon không đó, trần lên nhìn mượt chưa? Có dẹt lâu. Có tí dẫn đi trực ngay. Tí Thành để nó đèo về rồi nhá. Dẫn đi gọi là chỉ cặp đấy anh em thấy không? Cặp áo kìa. Anh em thấy khe cái núi nhá các kiểu, anh em thấy không? Một trời vực. Cái gì vậy ông nội? Đây cho anh em chiêm ngưỡng anh em nha. Nhưng mà nói chung là tôi nhận xét là ngon, ngon. Còn như nào thì thử biết nào. Còn zombie có gọi là chuyên nghiệp với không thì thử biết rồi. Để tí nữa phải test thử rồi có gì tôi bổ sung cho anh em sau. Tấn công liên tục. Vâng. Không có gì đặc sắc cả. Một cú sút gọi là quá bạc nhược. Chuyền bóng. Vâng. Một pha đỡ bóng đến từ rồi động và thiếu chuyên nghiệp. Phạt góc cho đội MU. Quay chuyển bóng cái đâu cho ai đây? Tôi pha làm màu không nên có. Rồi anh em ơi, xa xa kia là xiên lưng anh em. Xa kia là xiên lưng. Sếp Tùng ra đón xiên lưng này à? Sếp Tùng. Đó xiên lưng này cả đấy, bà tui hì cả lằng thế nhỉ? Gà lăng thế nhờ. Có tất cả nhưng mà thiếu bi. Để chi? Để hơn mấy người đàn ông đó. Để chi? Không ra dắt con gái người ta vô. Mà có tất cả nhưng mà thiếu bi. Bà đó. Như mọi người chưa không biết bà đó là xía. No. Hello, xin chào tất cả. Lại. Hello, xin chào mọi người. Mình là Lala. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bà đó là không. Bà đó là Tây Phi. Bà đó là Sia. Gì vậy anh? Đừng như thế. Giống cái tên anh em ạ. Con nhìn cái là tôi biết đầu đấy. À, còn người kia. Bà đó là Giang Bi. Bà đó là Giang Bi. Thì các bạn cũng biết thì hôm nay mình lên coi một trận đấu giao hữu đá banh giữa ai anh tôi lên? Tôi là Chelsea và MU. Thì chắc anh theo anh nghĩ là bắt Chelsea mèo U á nhờ. Theo tôi nghĩ là tôi sẽ tin vào đội Chelsea nha mọi người. Chelsea sẽ bắt cho MU có bầu luôn. Vậy là em bắt MU, em anh chơi kèo. Vừa đang kết thúc hiệp 1 rồi anh em. Bây giờ đang đến bản chiến thuật. Hai trái sức phạt là anh được trái vô luôn. Huấn luyện viên Văn Kim đội trưởng Bác đang bàn chiến thuật. Anh đã tính vô không? 3-2-1. Bây giờ mình nên bỏ đi, bây giờ chơi số cao luôn, mình chơi 6-0-1 đi. Giờ chơi 6 tấn công luôn chứ giờ. Mình đang khôi quá. Cho con phát banh lên. Cho con phát lên mà xem anh em mình sắp nó cả bển. Cam chiếc mình là tùy á. Mọi đá vậy, chạy vị trí. Giờ cho mình gỡ quá anh ta. Để tỷ số là 3-1 đúng không? 4-2 à? Tiền đạo rồi tốt đây đã ghi bàn nào cho đội nhà thế nhỉ? Mém ghi. Mày ghi đội mình. Vậy giờ thằng nào cắm, nó quay cắm đúng không? Cầm cái sổ khô gà ra cho anh ba gọi là chỉ đạo ra. Cho anh chuột cắm đi.
chuột cắm đúng không? Chuột cắm dưới chuột làm cho kia thấy chúng ta nó chạy được nè, kiếm cái ai kiếm cái ngân hàng nữa, nó quay nè, nó quay chạy được nè, kiếm cái Sina đi. Ở chung mấy giờ này rồi, anh hầu hành cho, đi kiếm banh quẩy rồi. Anh Tiến rồi. Đúng vậy là đúng với anh rồi, đúng rồi với anh Tiến rồi. Để em ở dưới nè. Là ba dưới, hai giữa. Ba dưới, hai giữa. Mà có chìm một cái, ba lá bên này, nó chạy xuống cách này nè. Đi lá bên này, ba giữa nha. Đâu có banh khởi động. Để mình thiếu ở giữa chìm. Mình đóng ở đây, ở đây chống luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ủa, trên này đá giữa. Đá giữa, đá giữa, này đá giữa. Tới quan ngày đá mấy sân cỏ này đá kiểu chạy như chó tấn công một hay phòng thủ bao nhiêu chọn đi tấn công hay phòng thủ nói đi không sao đâu cùng lắm ba con bay ghế này nhưng mà tôi được chiến thắng đỏ hay xanh đỏ có ba thắng trả lời đi ba gà ai bên kia nó bàn chiến thuật nghiêm túc quá rồi bên kia nó bàn nghiêm túc quá giờ có mafia cản nó đụng quá tài tài xỉu bây giờ vẫn đang là 15 trái anh em nhá. Đá trình mà nó còn tốt nữa. Tài xỉu vẫn đang 15 trái nha liệu nhá. 15 trái mới như là 7 trái đúng không? Ờ 7 trái. Đó anh em nhìn đây ba bánh nha, bánh gì nha, bánh gì nha? Bánh gì của cô? Bánh cái tên gì ta? Thì ban cái panda gì? Vâng, bán này của Thành anh em nha. Anh em nào mà mua thì liên hệ với Facebook Nguyễn Minh Thành nha. Không, hoặc anh em có thể liên hệ qua Facebook Vũ Văn Linh 15.000 một cái. Không, anh em có thể liên hệ qua Facebook của Vũ Văn Linh nha, mua 15.000 một cái mọi người nha. 15.000 một cái, một cái này là mất dâu hả? Mọi người ăn đi review nào. Này mất dâu cho cái muỗng ra. Review đây. Đây. Thì cái mùi của tôi là mùi mứt dâu, mọi người thấy không? Trong cái bánh này chỉ có một miếng dâu nhỏ. Đấy. À, nhìn hấp dẫn thôi nha. Bây giờ mình sẽ thử một miếng. Vâng. Sao sao sao? Em nay là bị chanh dây nha mọi người. Đâu chanh dây không? Đào nha. Là bị gì? Đào thì chứ đào đâu. Đào đấy, bị đào nha. Ngon không? Tôi nếu mà đánh giá trên cái này là gì nhỉ? Mứt dâu này. Chanh dây thì đào, tôi đánh giá là đào ngon nhất. Đào to và trắng nhất. Tôi đánh giá đào, đây cái này tôi chưa nhìn được, chưa thấy. Nhưng mà tôi đánh giá là đào to và trắng. Nè, quay phải ăn thử chứ. Nè, để tí ăn thử, ăn thử. Nhưng mà đồ cái anh thấy chỉ là nụ cười của em. Tôi đánh giá là đào và trắng là tròn nhất nha. Tôi anh thấy chỉ là nụ cười của em. Bánh ngon mà. Quay bao nhiêu review đó coi. Không hiểu luôn á, hay không? Quay qua đây coi. Đang quay đào. Đang quay cái bánh ngon. Đây, chanh dây mà chưa là ngon nhưng mà mấy cái hộp này nó hơi lận cận nha mọi người. Đúng rồi. Nó như là trái dưa hấu. Đó, đây anh đang quay đúng rồi, đúng cao rồi đó. Đây review của Lai nha. Đúng rồi, em ăn đi, đúng rồi Lai. Đúng rồi, Lai. Không, ngon Lai. Ngon đi. Đúng rồi, bánh của Lai ngon này, bánh của Lai ngon. Đó, Lai đúng rồi, em ăn cái khẩu hình mì nó bự. Đúng rồi. Bánh của Lai ngon. Thế là hết 10.000 nha mọi người. Ok, mà hết rồi, Lai hết rồi. Đây, của Xiếng ăn hết rồi này. Hết rồi, ngon. Mà công nhận là đào ngon đúng không? Đánh giá vì đào vẫn ngon nhất. Mày ngồi không? Mình cũng thích ăn cái đào nhất. Đúng rồi, tôi đánh giá vị đào ngon nhất. Mình thích ăn cái đào không nhỉ? Đúng, tôi đánh giá đào trắng phải tròn. Khi xe sâu ở quận gần nhầm nhầm. Thủ mua thì đang rất nhàn anh em ạ. Xíu này nhận được 3 thùng. Thở đi cho rách. Trời ơi. Thở đi cho rách anh em ạ.
Ủa, cậu ba đang đi bóng. Chuyền bóng cho Sơn Bắc. Trời ơi! Một pha sút bóng thiếu trách nhiệm. Chân gỗ. Vừa chiếc cúp tầm 80% đã thuộc về đội xanh rồi. Chỉ còn 15 phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Mà có vẻ như đội đỏ đã nản nắn lòng rồi. Những pha tấn công gọi là dài dạc. Những bước chạy còn mệt mỏi từ đội đỏ. Dường như đội đỏ đã buông thả được lối chơi của mình rồi. Chỉ còn duy nhất một người hứng thú nhất và nhiệt huyết nhất là thủ môn của chúng ta. Có vẻ như năm bàn vào lưới của anh vẫn chưa nản lòng. Vâng. Ôi. Một pha gọi là sút bóng thiếu chuyên nghiệp. Vâng, đó là cầu thủ Senna. Pha sút bóng thiếu trách nhiệm. Chúng tôi phải điều tra ra cái pha bóng này. Có vẻ như đã có một bàn tay gọi là của mafia nhúng tay vào rồi. Thủ môn chúng tôi đây mọi người. Ta đang phỏng vấn ông nội Ba Tu kêu giữ đồ giùm nha. Vâng, nếu mọi người biết là tôi đang quay nha. Tôi là Ba Tu. Đây. Chú tải content. Ba Tu hi hi. Có tất cả nhưng mà thiếu bi. Anh thích bò say rồi nha. Thích bò say nắp rồi. Đây là anh Hạo Nam đại, anh đại bàng này. Nhìn bên ngoài để có tóc là đúng như Joe Play luôn nha. Thằng Nam bao nhiêu rồi? Nhưng mà anh Nam bên ngoài hơi rắn. Anh Nam bên ngoài cũng nhận là hơi rắn. Giáo của mình là nó có gì đâu mất rồi. Anh Nam hơi rắn. Anh Nam mà chúng tôi hơi rắn rồi nhỉ. Cúp đâu rồi? Cúp lấy luôn rồi. Quay. Trời ơi, Liêm. Sang đây. Mình ngầm trao cúp. Mình trao cúp thì mình phải sang. Mình phải có lời gì mình nói với ta chứ. Kiểu lấy cúp lại đi xong mày qua bển đi. Anh em mày nhìn chiếc cúp bên kia đâu lòng quá. Trước quán luôn chết luôn nè. Bỏ tiêu dài đâu. Bọn ở đâu qua. Tỷ số là bao nhiêu của ba? Bọn kêu người về rước. Tỷ số là bao nhiêu? Ăn 7 trái. 7 trái à? Tụng lấy 7 trái nữa. Quá mệt đi. Lấy cái quay anh em cầm cúp bên kia. Lấy ra Lộc, sao lấy Lộc? Mình chưa trao cúp mà. Lại nha. Đi ra còn bia. Một pha trao cúp với được bỏ viên. Thua 7-3. Ăn đúng trái thua phút 90. Trận thua bạc nhược. Mấy anh em đá quá trời đá. Tới phút cuối cùng trọng tài không hỏi rồi. Cái lúc đó mình tưởng trọng tài hỏi rồi. Ủa không, trọng tài đâu rồi. Con bắt trận bắt sai với lại Chelsea đó. Thôi bây giờ anh em tôi ra quán nhậu thôi. Tôi giải quyết nhau ở quán nhậu thôi anh em. Mà anh em cái bàn này gọi là hơi bị dài đấy. Ngồi giữa đầu tàu bên này là anh Tùng với anh Thích Bò nhá. Hôm nay là anh xếp Tùng mà hết. Xếp Tùng hôm nay nói một câu rồi. Xếp Tùng hôm nay mà hết. Đúng không anh Tùng? Đó bên kia là anh Ba Cà Lia. Cái kiểu ngồi bên kia. Đầu cầu bên này là tôi, cái Quách Ti kiểu đang lo bên này. Cắt nước lắm rồi. Khuấy động anh em đi. Hai, hai, ba, go. Bắt đầu hung hãn. Ta thề luôn, đông cái nỗi mà anh em hiểu không? Mồi mẹ mày ra chưa kịp nguội. Gọi là chưa kịp gọi là khói chưa kịp dừng cái là hết mẹ rồi. Khói mồi mới ra mà vừa mới xào nóng nó hổi luôn nhá. Mà khói chưa kịp lên mũi hết mẹ luôn. Hai ba go. Tiếng quên luôn rồi chứ. Tiếng bò gục rồi. Ôi giời ơi. Sáng chỉ rồi giờ sẽ đé luôn. Bố mệt mỏi. Sài Gòn này mệt mỏi quá. Đi ra đi xuống rồi anh.
lên xuống rồi đây. Ai chấm kia xí kia là ngày mai đi qua câu cá. Sáng rồi sáng sớm siêu hoàng 4 giờ sáng lên xuống lên xuống ngoài. Chằn chọc không ngủ được. Chứ là xong để xíu ngợi mình luôn. Chằn chọc không ngủ được. Anh ngại gì giờ xíu cái bạn đi. Vậy để tôi nói giùm anh hả? Bữa hôm tôi nói giùm lần rồi. Bữa nói giùm lần rồi xíu đồng hồ ok. Mà cái bữa em nói thật cho anh ba biết đó. Em nhìn như thằng ăn cắp mà em nhìn giống nhau nhưng em không ăn cắp. Bà kêu mới nhìn bay được giảm chứ còn bà kêu mới nhìn ai lên đơn giỡn anh bỏ lên ngồi chùi. Nhưng mà sếp tụi có làm content đâu. Nhưng mà anh có làm content đâu. Anh đi anh nói thật với anh nha. Anh chưa yêu ai. Anh cũng chưa nói với ai một lời nào. Vâng thế nhờ. Nhưng mà anh bảo này. Nhưng mà thôi thì nó cũng nói thật với anh em luôn. Là mình thì được cái là mình là đàn ông thôi. Mình là đàn ông à? Có mình có ai? Đàn ông ai nói sức gì? Không rồi. Có ai mẹ 5 giờ sáng còn đi ăn đồ con tiên. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 uống. Ủa mà sao nay tây chứ không anh muốn vậy? Kiếp đồng, kiếp đồng. Đúng rồi, buổi trưa chứ. Má nói đậu nữa, bậy bạ nữa. Đang lóc nó bậy bạ. Đi vào bếp. Đi vào bếp. Mấy điều hai ngừng lắm. Nhưng mà hôm nay con sẽ vào cà phê Thương Lắm không? Hôm nay con sẽ vào cà phê Thương Lắm không? Nhưng mà ti tắm mấy lần, ti này tắm không? Thấy thơm lắm. Khả năng là tắm 2 lần 50. Nhưng mà đừng mình chu biết nhá. Đi về bên mẹ nghe mình thôi. Đừng nói mình chu biết đấy. Lần 2 là mình có phải mua vé lại không? Vì sao mình đi tầm lần thứ 3 lên là nó cấp mình cái thẻ phải VIP. VIP. Nghe nói đi con mày. Chiều anh đón em chịu à, rước cái đây. Tới luôn á. Mẹ đã đợi nè. Bây giờ sếp cần một con đó là thằng Liêu đón đó nha. Thằng Liêu đó, Liêu ơi. Anh em ơi, thằng Lồn bắt tu nó say. Lồn bắt tu nó say rồi kìa. Quan trọng là để lúc nách chưa. Bắt tu nó phê lắm. Cô tù đang ngất ngây rồi anh em. Không em, rủi ro lắm em. Nó có rất nhiều rủi ro và anh nghĩ là Nao là người hiểu. Nhưng mà tướng em chưa được đâu. Tướng em chưa được đâu. Lâu nó mà hơn em 2 tuổi là em cho nó cưới này. Tướng với lại bà tụi dưới. Này nó nhỏ em 2 tuổi rồi. Nhưng mà tướng em chưa được. Tướng em chưa được là tướng em sao? Anh cưới là tướng người ký quá trời. Đang nói chuyện điện thoại mà trên dài rất à. Nè. Bi ơi. Đổ. Bi ơi. Bi. Bảo. Bảo. Tí đi nhà nghỉ không? Tí đi nhà nghỉ không? Đi ơi mà đừng làm vậy. Đừng làm vậy biết. Đó anh em nào, đây là anh Đại Bàng, anh chị họ Nam nhá. Nhìn nào cái khuôn. Nhìn cái khuôn của anh Nam đúc chưa? Nhìn khuôn của anh Nam đúc chưa? Khó đấy. Đúc cái khuôn như ảm thần. Không lần đâu rồi. Đây hạt mà. Dạ luôn á. 8K tụ họp.
Gà ba tu nè. Nay ta uống nhiều đấy. Này lần đầu em gặp anh luôn á. Là ok, đủ má làm gì vậy? Bây giờ anh bước. Vô vô vô. Cầm cái ly lên, muốn quay gì quay. Nay ta uống hơn nhiều á. Rồi ok, tốt. Ít nhất cũng phải đưa cái ly vô. Rồi. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Hết luôn nha. Hết nào. Đắng quá anh mà. Hết tiền không? Thằng lồn mày đủ má. Mẹ. Không sao không về á. Review anh ơi. À, bánh này là của ai? Của Thành. Của Thành, của Thành. Review anh. Làm luôn. Đây bánh Thành đúng không? Thành đây. Làm cửa hàng bánh à? Em không, em tự làm được bán. Tự làm luôn. Tự làm tự bán. Rồi ok anh trải nghiệm đi. Mọi người ơi, thì hôm nay thì mình xin phép mình xin được thử cái challenge ăn bánh. Dạ dạ. Cái này bị gì anh nhỉ? Bị gì anh? Cái này bằng muỗng nha mọi người chứ không phải bằng đũa giống như ai kia. Đó bị quốc đúng không? Bị gì anh? Nó như lồn á. Phải xích mẹ Thành rồi, Thành đang bằng cao. Ngon, ok. Thành đang bằng cao. Thay mùi đi anh, thay mùi đi anh, thay mùi đi. Quốc quân mộn, quân mộn khác, quân mộn khác. Đào. Thành dây. Thành dây có hộp. Thành dây là màu vàng. Đây, người ta mời, tôi xin gì? Cái này đào. Cái bánh lăng gì? Không phải, bánh sữa. Bánh sữa đúng không? Bánh đa gì đấy, tôi bảo bánh gì, bánh đa gì á. Sao? Nó lên top all mọi người rồi. Nên đặt hàng của Thành rồi. Anh ơi, anh ta mày còn một mùi nữa, mùi tàu, mùi tàu đi, mùi tàu đi. Tôi là mùi tàu thôi nhờ. Mùi tàu thôi nhờ, mùi tàu thôi nhờ. Mùi tàu. Có mùi, không, có một mùi tàu nữa. Được rồi đúng không anh ta, quan trọng là ngon đúng không? Đó, quan trọng là ngon. Thành sẽ bán được hàng. Facebook Thành là gì, Facebook Thành là gì? Nguyễn Minh Thành. Mọi người các bạn Facebook nào Nguyễn Minh Thành nha, được hàng nha. Giống như sữa chua luôn. Đó. Quan trọng là anh Tam review nha mọi người. Nó hơi đụng. Một cô gái phải lồn á, gặp gái là tôi mày đi. Anh bậy, Giang Bi với em biết nhau lâu rồi. Em Bi với em là bạn. Anh nói vậy, anh có vợ anh nói vậy thôi. Mắt chứ. À, tao thấy chúng mày là một cô gái à. Đâu á, xịn tới không mẹ luôn. Không sao mắt cứ tá mày á. Tình gích của anh à. Cái vấn đề giờ sếp có dở lên không? Dạ rồi, đâu có gì đâu. Đâu, coi coi. Quan trọng là ống ven của sếp sao. Ơi, ơi, ơi. Ê, sâu, sâu. Cái lùn má ống ven cỡ này mà kêu đéo có gì. Còn... đúng rồi, đâu có lỗ. Ừ. Đúng. Công nhận. Nhưng mà em hỏi thiệt nha. Cái lúc mà sếp tỏ tình nắng á là em đéo nghĩ ra luôn á. Em đéo nghĩ luôn, đéo ai mà nghĩ ra luôn á. Đúng. Ừ. Trái tim mình á. Đau lắm. Đau lắm. Ừ. Vẫn còn bao nhiêu thứ xung quanh. Ôm nhau cái, ôm nhau cái. Rồi, ok. Đâu? Đây. Vui hơn đúng không? Em. Đi tặng. Mấy lên nhạc đi, lên nhạc đi. Đây. Đẹp nha. Cảm ơn. 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 C
nhắc vậy thôi à. Có quen không? Quen. Nghe đâu thì sợ quên. Anh lớn mà anh lớn. Nghe đâu thánh hay thưởng lắm. Sinh nhật của tôi thì thôi tôi chịu được. Sinh nhật của tôi thì không nhưng mà không phải gì thầy chưa. Giang Bi, Giang Bi. Không bạn ơi, bây giờ cặp nhiều quá rồi. Ok đưa. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Đồng con ơi, chỉ cần gắn bi là được. À, chết. Chết luôn, chết luôn. Lên lên ba bà đang đấy. Ta đi tìm em đâu. Anh à, chị anh hiểu em. Anh ba đi trước, em đi cái bờ sau. Để cho anh em biết đây, anh ba từng nghiện cỡ nào. 20 triệu vô vậy không? Sáu chục triệu tiền con ba ơi. Rồi vô nha. Vô đi. Anh ơi, đại lý ta tìm nè. Đại lý ta tìm nè. Tìm em giữa giường chào chuyện. Nước khói dâng đầy trời, biết tìm em rơi xuống nào. Xưa yêu nhau bên góc mai phùng tường, kề vai ngắm chắp thành thật sâu. Hey hey tân thôn nơi chúng ta hẹn thề, suốt đời riêng tư có nhau. Đã bao nhiêu năm đâu thấy bước chân gian khổ. Lắng từ bao năm phải dừng bước trước giang hồ, gió lưa liền thành để đời ta mất em. Đời trai thì mùi trần phong sương đã thấm dây, đời chi ngày nhọc nhằn bao gian khó hiểm nguy, mà sao vẫn chẳng chọn với anh vẫn yêu xa, yêu rồi có tiếng là hòa ta. Dồn đi hát đi. Chân đang đi tìm đô la chơi thuốc everyday.
mai đời trời ngày nắng mai. Bao nhiêu ngày tháng buôn đồ và một mình trốn trong nhà, nhiều lần lại làm tao bán đêm đồ và đòi đồng với ông cha. Người cần ngày nào đây bước theo chồng mà đang muốn giấc mơ hồng. Đang nằm ngồi nhìn em bước qua pha mà buông ngơi ngỡ trong lòng. Và những ngày tháng buôn hàng, không bị lỗ khi gàng, không bị lỗ khi gàng. Nhưng không đi đến thiên đàng, không mà mà luôn muốn con sống an toàn và con luôn phải đang hoàng. Con biết phải đang hoàng. Đâu ai cha vàng là con không thể đâu. I'm ready, let me go. Anh cũng thích nhiều tiền trong túi vì mục đích mọi việc xong xuôi. Ngày thật biết đâu được mấy, biết sao một ngày như đứa chưa được thấy. Có những lúc bình thường, đôi mắt ta nhắm đến mắt đi khuynh hướng. Những lúc ta buồn, ta quên nhìn đường, ta lọt vào tầm những đôi mắt đơn tường. Sao ta chìm đắm trong chỗ ngày dày vò, sao không buông lơi một cái giấy ngay giờ. Đầu đè đủ nóng xưa tâm cháy bây giờ. Răng kia đi chơi ngoài đã thấy đầy trò, nhúc qua trong phòng tháng này qua tháng kia. Facebook TikTok qua ngày tháng chán ghê. Còn đâu câu chuyện hàng ngày mình đáng về thôi đi nhầm nhiên và ly hàng quán ghê. Looking the soul, got that light in the sun. Nếu biết trước ta đã giàu, nếu không lúc ta xa nhau, tình yêu ta đâu phải đâu. I'm ready, let me go. Bao nhiêu suy tư trong đầu, but all looking the soul. Alo bên kia, got that light in the sun. Nếu biết trước ta đã giàu, nếu không lúc ta xa nhau, tình yêu ta đâu phải đâu. I'm ready, let me go. Chỉ bước vào đưa cho tao nghe một bì thuốc lào. Không biết tao có không quen mà vẫn chưa dám ngồi. Vì chỗ tao có ngồi chứ một ly nước nào tôi đâu thích chứ như chợ trong đầu. Văng trong bên này như như đất ở trong sâu. Tắt trời trong đầu, mắt mở, khách có mẹ nhạc có anh ở không màu. Later that same evening. Được mà anh em nhìn thấy không? Được mà anh em nhìn thấy không? Uống đấy rồi về ngủ như con lợn. Uống cái lóng mà xong ngủ về ngủ như con lợn. Bà Tu ơi. Bà Tu ơi. Bà Tu, Bà Tu đi vào. Bà Tu đi vào. Nào. Nhận thấy không? Uống đấy rồi muốn như lạ. Và lúc cái này kết thúc, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em ngủ ngon nha anh em nha. Ai mà chưa like, subscribe kênh cho tôi nha. Đổ má, uống cái đấy rồi về, chẳng say. Bye bye.